Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang An. À, vừa qua là chúng ta đã tìm hiểu qua hai chương đó là chương à, địa lý dân cư và địa lý kinh tế. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái chương mới đó là sự phân hóa lãnh thổ. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các vùng kinh tế ở nước ta. À, trước khi tìm hiểu bài học ngày hôm nay, thì cô và các em sẽ ôn lại một số những kiến thức mà chúng ta đã học qua ở bài 6 các em nhé. À, chúng ta sẽ cùng nhau à, quan sát lược đồ à, Dựa vào cái lược đồ, à, hãy xác định và đọc tên các vùng kinh tế ở nước ta à, Vùng kinh tế thứ nhất đó là Trung Du miền núi Bắc Bộ Vùng kinh tế thứ hai đó là Đồng à, Bằng Sông Hồng Vùng kinh tế thứ ba đó là Bắc Trung Bộ Vùng kinh tế thứ tư đó là Duyên Hải Nam Trung Bộ Vùng kinh tế thứ năm là tây nguyên vùng kinh tế thứ sáu đó là đông nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh và vùng kinh tế thứ bảy đó là đồng bằng sông cửu long à, mời các em theo dõi một số những cái bức ảnh sau đây dựa vào những cái bức ảnh này à, các em hãy cho biết chúng có liên quan đến cái vùng kinh tế nào mà chúng ta sẽ học ở bài học ngày hôm nay các em chúng ta dựa vào nội dung của bức ảnh dựa vào tiêu đề của các bức ảnh chúng ta thấy nè đỉnh phan Xipang si păng nè chợ ở Sapa, nè, rồi đường giao thông ở Cao Bằng, đồi chè ở Phú Thọ, đồi bắc ở Bắc Giang. Như vậy những cái ảnh này cho chúng ta biết đây là những địa danh thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ này gồm có 3 bài. 17, 18 và 19. À, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 17 với các nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất là vị trí địa lý, nội dung thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên và nội dung thứ ba là đặc điểm dân cư, xã hội. Ở nội dung thứ nhất, vị trí địa lý chúng ta sẽ tìm hiểu về diện tích của vùng cũng như là trong vùng có những tỉnh nào và vùng có tiếp giáp với những vùng nào à, ở nước ta cũng như là À, những cái quốc gia nào à, và với cái vị trí địa lý đó à, sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế ở nước ta. Với nội dung thứ hai là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, khoáng sản vân vân và những cái đặc điểm về tự nhiên đó đã mang đến những cái thuận lợi cũng như khó khăn như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của vùng. Và nội dung thứ ba là đặc điểm dân cư xã hội. Riêng đối với nội dung thứ ba này thì các em sẽ tự học các em nhé. Như vậy bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung thôi đó là phần vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên cũng như tài nguyên thiên nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. À, chúng ta sẽ à, tìm hiểu từng nội dung một. Nội dung thứ nhất đó là phần vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Sau đây mời các em quan sát một cái bản số liệu. À, trên bản số liệu này chúng ta thấy có 7 vùng kinh tế, có diện tích cũng như là dân số của à, 7 vùng. À, dựa vào bản số liệu này, hãy cho biết diện tích và số dân của vùng trung du miền núi Bắc Bộ là bao nhiêu và so sánh với các vùng khác. À, từ đó rút ra nhận xét. Chúng ta nhìn ở cái cột diện tích trước nè. Chúng ta nhìn diện tích của 7 vùng kinh tế thì chúng ta sẽ rút ra một cái kết luận là trung du miền núi Bắc Bộ à, có cái diện tích à, đứng hàng thứ nhất à, ở nước ta trong 7 vùng kinh tế. À có cái diện tích lớn nhất và à, qua đến cái cột thứ hai là dân số thì chúng ta thấy rằng à, số dân của trung du miền núi bắc bộ được đứng hàng thứ năm à, sau tây nguyên là duyên hải nam trung bộ bắc trung bộ và đông nam bộ à, và nếu chúng ta à, so sánh à, diện tích cũng như số dân của cả nước thì diện tích của trung du miền núi bắc bộ à, là một 100.965 km vuông chiếm 30,7% diện tích của cả nước và dân số năm 2002 là 11,5 triệu dân chiếm 14,4% dân số của cả nước. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu về diện tích của vùng, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp xem vùng trung du miền núi Bắc Bộ có À, tất cả những cái tỉnh nào và đọc tên các cái tỉnh đó đầu tiên các em nhìn vào trong lược đồ này các em thấy có một cái đường ranh giới màu vàng nè chia lãnh thổ của trung du miền núi bắc bộ ra làm hai tiểu vùng tiểu vùng phía bên tay phải của các em đó là tiểu vùng đông bắc và phía bên tay trái đó là tây bắc như vậy ở tiểu vùng đông bắc Gồm có những tỉnh nào? Đó là tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang và Quảng Ninh Như vậy tiểu vùng Đông Bắc này có tổng cộng là 11 tỉnh Tiếp theo đây là tiểu vùng Tây Bắc gồm có Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và hòa Bình Có tất cả là 4 tỉnh ở tiểu vùng Tây Bắc Như vậy tổng cộng toàn bộ lãnh thổ của Trung Du, miền núi Bắc Bộ là 10 tỉnh 15 tỉnh nha các em nhé. Sau đây chúng ta sẽ theo dõi một cái cái lược đồ. Đây là lược đồ tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Dựa vào lược đồ này, chúng ta sẽ xác định vị trí địa lý giới hạn của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Đầu tiên là chúng ta phải xác định đây là vùng nằm ở phía Bắc lãnh thổ của đất nước ta và vùng này có hai điểm cực và cực tây chúng ta cần lưu ý điểm cực bắc của nước ta đó là điểm lũng cú thuộc xã lũng cú huyện đồng văn tỉnh hà giang còn điểm cực tây là điểm a ba chảy thuộc xã xín thầu huyện mường nhé của tỉnh điện biên À, và chúng ta nhìn về phía bắc à, lãnh thổ à, chúng ta thấy là à, phía bắc của vùng tiếp giáp với vân nam quảng tây thuộc trung quốc và phía à, tây thì giáp lào phía nam thì giáp bắc trung bộ và đồng bằng sông hồng còn phía đông thì giáp với vịnh bắc bộ à, như vậy chúng ta lưu ý là vùng này có giáp biển à, có giáp biển tại tỉnh quảng ninh à, như vậy với cái vị trí địa lý À, như trên thì à, vị trí này à, có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế xã hội trong vùng? Chúng ta thấy à, à, vùng có giáp với hai quốc gia là Trung Quốc với Lào và giáp với hai vùng kinh tế của à, nước ta là Bắc Trung Bộ cũng như là một Bằng Sông Hồng, đặc biệt là giáp với Vịnh Bắc Bộ. À, có đường bờ biển dài như vậy thì à, xét về mặt à, ý nghĩa vùng có điều kiện thuận lợi để giao lưu trong và ngoài nước à, và đặc biệt là vùng có cái giáp với biển nè à, có tiềm năng phát triển các ngành kinh tế biển như là đánh bắt nuôi trồng thủy sản giao thông vận tải biển và đặc biệt là du lịch biển tiếp theo đó chúng ta nhìn tổng thể à, lãnh thổ của trung du miền núi Bắc Bộ thì chúng ta thấy vùng này à, giàu về tiềm năng khoáng sản ở nước ta đó chính là những cái điều kiện thuận lợi để giúp cho trung du miền núi Bắc Bộ phát triển kinh tế giao lưu giữa các vùng tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một số những cái bức ảnh về cái điểm cực Bắc như khi nãy cô nói là lũng cú ở tỉnh Hà Giang là điểm cực Tây của nước ta là địa điểm A 3 Chảy của Điện Biên và chúng ta có rất nhiều những cái cửa khẩu quốc tế để giao lưu giữa Việt Nam với Trung Quốc tiêu biểu là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái cửa khẩu như là cửa khẩu Móng Cái ở Quảng Ninh và cửa khẩu Mường Khương ở Lào Cai đó là những cái cửa khẩu quốc tế mà chúng ta có thể giao lưu thuận lợi bằng đường bộ cũng như là đường sắt với quốc gia này. Còn về phía tây thì chúng ta có cái cửa khẩu quốc tế Tây Trang giao lưu giữa Việt Nam và Lào. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu qua. À, nội dung thứ nhất đó là vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ đây là phần nội dung ghi bài của các em ở à, nội dung thứ nhất các em nhé tiếp theo đó chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái nội dung thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng à, dựa vào tập bản đồ cũng như sách giáo khoa ở trang 61 em hãy cho biết vùng trung du miền núi bắc bộ có những bộ phận à, lãnh thổ nào à, đầu tiên các em à, thấy cô vẽ một cái đường đây là đường ranh giới chia vùng à, trung du miền núi bắc bộ ra làm hai tiểu vùng à, tiểu vùng phía bên tay phải của các em đó là tiểu vùng đông bắc và à, phía bên tay trái là tiểu vùng tây bắc như vậy ranh giới của hai tiểu vùng đông bắc và tây bắc này đó chính là à, con sông hồng các em nhé À, chúng ta sẽ tìm hiểu à, từng tiểu vùng một đầu tiên là tiểu vùng đông bắc à, cô xác định lại ranh giới của tiểu vùng đông bắc đây là tiểu vùng đông bắc nè à, dựa vào à, lượt đồ cũng như là nội dung trong sách giáo khoa chúng ta hãy nêu đặc điểm địa hình khí hậu của tiểu vùng đông bắc và đặc điểm đó đem đến những cái thuận lợi như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của à, tiểu vùng đông bắc À, bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ xét đến yếu tố địa hình trước, à, các em theo dõi cái thang màu trên cái lược đồ này nè Chúng ta thấy phần lớn cái thang màu trên cái lược đồ vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ này chủ yếu là màu vàng từ vàng nhạt cho đến vàng đậm à, Và kế đến đó là màu cam là à, chiếm à, à, phần lớn là diện tích lãnh thổ không nào? như vậy toàn bộ vùng trung du miền núi bắc bộ này à, là núi nha kem thế nhưng mà tiểu vùng à, đông bắc thì chúng ta thấy cái màu vàng nhạt cho đến à, màu vàng đậm thì chiếm ưu thế nhưng mà ở vùng tây bắc thì chúng ta thấy màu vàng đậm và đặc biệt là màu cam chiếm ưu thế như vậy so sánh địa hình giữa tây bắc và đông bắc thì chúng ta thấy rõ ràng tây bắc địa hình cao hơn đông bắc à, địa hình của à, vùng đông bắc Uhm, chủ yếu là uh, núi thấp mà uh, gồm có uh, nhiều đồi uh, và uh, một số núi uh, trung bình và trong vùng uh, đông bắc này có các cái dãy núi đó là cái dãy núi uh, sông gâm nè, dãy núi Ngân Sơn nè, dãy núi Bắc Sơn và dãy núi Đông Triều, các dãy núi này có hình dạng giống như một cái vòng cung hay còn gọi là cánh cung, giống như một cái nan quạt nó xòe ra ở phía đông bắc và nó chụm lại ở phần Việt trì như vậy so với tây bắc thì vùng đông bắc địa hình thấp hơn do đó dễ dàng à, giao thông hơn so với tây bắc à, và các cái cánh à, cung à, sông gâm ngân sơn bắc sơn đông triều này à, đó là những cái dãy núi à, đón gió mùa đông bắc à, như vậy à, chúng ta đã tìm hiểu xong phần yếu tố thứ nhất đó là địa hình của tiểu vùng đông bắc tiếp theo là về à, yếu tố khí hậu Nền tảng chung của khí hậu Việt Nam từ bắc tới nam là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa à, trong năm có hai mùa gió đó là mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam à, với cái mùa gió đông bắc thì ở nước ta gió này hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 4 và gió này xuất phát từ à, phía um, bắc à, ở áp cao Sibir ở phía bắc À, với cái tính chất là lạnh và khô gió này di chuyển xuống phía nam vào lãnh thổ của Việt Nam theo hướng đông bắc tây nam à, mỗi khi có cái gió mùa đông bắc thổi thành từng đợt như vậy à, sẽ làm cho thời tiết của à, tiểu vùng đông bắc trở nên à, rất lạnh à, Các em lưu ý đây là vùng núi nên khí hậu ở vùng núi thường à, bao giờ cũng sẽ mát và lạnh khi càng lên cao à, và cái thời tiết lạnh nơi đây là hầu như là quanh năm tuy nhiên mỗi khi có những cái đợt gió mùa đông bắc thổi về thì làm cho cái thời tiết nơi đây đã lạnh càng à, lạnh hơn nữa và các em lưu ý là vùng đông bắc à, nước ta là vùng đón gió mùa đông bắc trực tiếp nên có thể nói rằng cái tiểu vùng đông bắc này là nơi có khí hậu lạnh nhất nước ta vào mùa đông như vậy với cái khí hậu lạnh đó đã mang đến những cái thuận lợi gì cho tiểu vùng đông bắc à, tiểu vùng đông bắc có thể phát triển các loại cây từ nhiệt đới cho đến cận nhiệt và ôn đới hay nói cách khác là cây trồng của à, vùng à, đông bắc này rất là phong phú và đa dạng À, và chúng ta nhìn trong cái lượt đồ này chúng ta thấy vùng cũng có rất nhiều sông như là sông chảy nè sông lô sông gâm nè à, một số sông nữa sông cầu sông đuống sông kỳ cùng bằng giang vân vân và các con sông ở đây phần lớn bắt nguồn từ vùng núi nên cái giá trị kinh tế ở đây là chủ yếu là thủy điện à, nhưng so với à, à, tây bắc thì các cái con sông ở đây à, à, cái trữ lượng nước cũng như là à, cái chiều dài à, ngắn hơn so với các con sông ở vùng Tây Bắc à, tiếp theo đó là yếu tố thứ tư yếu tố thứ tư cũng muốn nói ở đây đó là đất à, toàn bộ lãnh thổ của trung du miền núi Bắc Bộ phần lớn là đất Feralit rất thích hợp cho trồng cây công nghiệp và đặc biệt à, cây công nghiệp à, nổi tiếng của cái vùng này đó chính là cây chè đây là một loại cây công nghiệp cận nhiệt đới và trong vùng chúng ta thấy à, còn có rất nhiều những cái tài nguyên khoáng sản nè như là sắt nè sắt có ở Hà Giang và Thái à, Nguyên nè ngoài ra thì chúng ta thấy còn có thiết nè à, có mangan nè à, rồi có chì kẽm nè à, rồi có titan à, có bô xích, bô xích có nhiều ở cao bằng Lạng Sơn nè và đặc biệt là à, có nhiều à, than à, tập trung à, phần lớn là ở tỉnh quảng ninh nè bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là vùng đông bắc này còn có những cái mỏ khoáng sản khác nữa chẳng hạn như là đá vôi nè đá vôi và một số suối nước khoáng như là suối nước khoáng ở quảng ninh nè ở tuyên quang và ở hòa bình nè À, à, bên cạnh đó thì chúng ta thấy tiểu vùng Đông Bắc còn có giáp với biển nữa à, giáp với biển như vậy à, vùng Đông Bắc có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển nè à, à, giao thông vận tải biển và đặc biệt là du lịch À, như vậy và chúng ta thấy là à, tóm lại là à, vùng đông bắc à, chúng ta thấy có rất nhiều những cái tiềm năng à, phát triển kinh tế từ à, à, mà tiềm năng lớn nhất đó là khoáng sản à, tiềm năng lớn nhất là khoáng sản à, kế đến đó là à, các ngành kinh tế biển à, các ngành kinh tế biển và à, có thể trồng các loại cây à, công nghiệp À, cũng như là à, một số à, à, rừng à, Đó là à, về thuận lợi của à, vùng Bây giờ chúng ta xem tiếp coi nè à, Đây là cái phần à, về địa hình khí hậu của vùng ha Như vậy cô nhắc lại thế mạnh của vùng Đông Bắc à, Đó chính là khoáng sản nha các em nha à, Thế mạnh lớn nhất đó là khoáng sản Tiếp theo đây à, chúng ta sẽ... À, theo dõi tiếp cái phần khoáng sản đó là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và ngành công nghiệp năng lượng đặc biệt là nhiệt lượng nha các em nha sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tiểu vùng Tây Bắc tiểu vùng Tây Bắc như khi nãy cô có nói về yếu tố địa hình so với Đông Bắc thì vùng Tây Bắc địa hình cao hơn hiểm trở hơn À, do đó nói về giao thông thì à, có trở ngại hơn so với à, tiểu vùng đông bắc à, và à, ở tiểu vùng tây bắc này có một cái dãy núi à, rất là à, nổi tiếng ở nước ta à, đó là dãy núi Hoàng Liên Sơn à, dãy núi Hoàng Liên Sơn và dãy núi Hoàng Liên Sơn này chạy theo à, hướng núi là tây bắc đông nam nha các em nha hướng núi Tây Bắc Đông Nam và cái dãy núi Hoàng Liên Sơn này được xem là địa hình trắng gió mùa Đông Bắc à, như khi nãy cô nói là tháng 11 đến tháng 4 nước ta thường hay ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và vùng đông bắc là vùng ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc nhưng khi gió mùa đông bắc di chuyển sâu vào trong nội địa đến giải Hoàng Liên Sơn thì bị giải Hoàng Liên Sơn chắn lại do đó phần tiểu vùng tây bắc không có ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên thời tiết của vùng tây bắc so với các vùng khác thì thời tiết lạnh hơn nhưng so với Đông Bắc vào mùa đông thì ít lạnh hơn vì không ảnh hưởng của gió Đông Bắc các em nhé à, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu về à, sông ngòi à, như khi nãy cô nói là à, Đông Bắc cũng có nhiều sông ngòi và Tây Bắc cũng có khá nhiều sông ngòi nhưng mà Tây Bắc có những sông sông tiêu biểu đó là sông Hồng đặc biệt là sông Đà nè à À, các con sông này có cái trữ lượng nước cũng như là lưu vực rất là lớn à, sức nước chảy của các cái dòng sông miền núi nơi đây rất là mạnh rất là xiết đây là tiềm năng để phát triển ngành thủy điện à, nếu như vùng đông bắc à, thế mạnh à, đó là khoáng sản thì tây bắc thế mạnh đó là thủy điện các em nha. À, và à, nói về đất thì như khi nãy cô nói là đất ở cả tiểu vùng tây bắc và đông bắc à, là đất pha rất thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp. tuy nhiên ở phần tây bắc này à, ngoài trồng cây công nghiệp ra thì người ta còn trồng rất là nhiều rừng. À, thì các em biết rừng là có vai trò như thế nào à, đối với vùng núi rồi ha. À, tiếp theo à, chúng ta sẽ xem coi trong vùng có những cái khoáng sản nào. đó là à, khoáng sản đồng nè, à, khoáng sản sắt nè sắc ở Lào Cai ở Yên Bái nè và ngoài ra còn có đất hiếm nữa có đất hiếm nữa như vậy thì với cái vùng Tây Bắc cô nhắc lại đây là vùng núi cao hiểm trở ở nước ta nên khó khăn cho giao thông nhưng lại mang đến một cái nguồn thủy năng rất lớn và À, nơi đây có rất nhiều những cái vườn quốc gia nổi tiếng là tiêu biểu đó là vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, Xuân Sơn nè và một số những cái địa điểm du lịch nổi tiếng như là Điện biên phủ nè hay là những cái đồng bằng nằm ở giữa các núi đặc biệt đó là ruộng bậc thang. À đó là những cái địa điểm du lịch à, nổi tiếng của vùng tây bắc và sau đây chúng ta sẽ xem một số những cái hình ảnh à, về các cái loại cây trồng à, các cái loại cây của vùng ôn đới à, cận nhiệt à, như là bắp cải, su hào, à, à, rồi các cái loại à, cây ăn trái à, của vùng xứ lạnh như là à, mơ, mận, đào và đặc biệt là vải nè. À, rồi tiếp theo đây chúng ta thấy những cái hình ảnh về à, vịnh hạ long cũng như là à, khai thác than ở tỉnh quảng ninh à, từ nãy giờ chúng ta mới nói đến cái thuận lợi à, có ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của vùng nhưng chúng ta chưa nói đến khó khăn à, à, sau đây chúng ta hãy xem một số những cái hình ảnh sau đây À, dựa vào nội dung của những cái bức ảnh này à, các em có thể cho cô biết là ở vùng trung du miền núi bắc bộ à, có những cái khó khăn nào trung du và miền núi bắc bộ có những cái khó khăn nào À, đầu tiên là phải nói đến địa hình, à, địa hình của Trung du miền núi Bắc Bộ à, bị cắt xẻ mạnh bởi những cái khối núi, những cái dãy núi, à, do đó à, gây cản trở cho việc giao thông à, cũng như là việc phát triển kinh tế của vùng. À, thứ hai nữa là à, vùng có thời tiết thay đổi thất thường. À, mỗi khi có những cái đợt gió mùa đông bắc thổi về thì à, thời tiết thay đổi đột ngột, nhiệt độ giảm dần xuống đột ngột, có nơi gây ra cái hiện tượng là giá rét, sưng giá và đôi khi cũng có cái hiện tượng tuyết rơi. Đây là cái hình ảnh tuyết rơi đóng trên các cái thân cây, các cái nhánh cây nè các em. Đó là vào mùa đông, thời tiết không những lạnh mà còn khô nữa, gây nên cái tình trạng là thiếu nước vào mùa đông còn về mùa hạ khi mưa đến đặc biệt là với những cơn mưa lớn kéo dài thường sẽ dễ gây ra lũ quét bởi vì vùng núi có độ dốc lớn sức nước chảy trên một cái độ dốc lớn dễ gây ra cái tình trạng là lũ quét gây sạt lở đất xói mòn đất và rửa trôi đất có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống cũng như là sản xuất sinh hoạt của người dân bên cạnh đó người dân ở vùng này đa số là người dân tộc họ thường hay đốt rừng để làm nương rẫy và những cái hình thức đốt rừng làm nương rẫy đó khiến cho thiên tai của vùng cũng xảy ra nhiều ngày càng nhiều hơn như vậy thì theo em để hạn chế bớt những cái khó khăn do thiên nhiên gây đến thì chúng ta cần áp dụng những biện pháp gì đặc biệt là đối với cái vùng trung du miền núi Bắc Bộ này để ngăn chặn những cái thiên tai thường xuyên xảy ra như là lũ quét sạt lở đất xói mòn đất vân vân thì chúng ta cần áp dụng biện pháp gì các em đó là biện pháp trồng rừng À, như chúng ta biết là rừng có một cái vai trò rất lớn à, đối với đời sống của con người và đặc biệt là đối với vùng núi à, rừng có cái vai trò là phòng chống thiên tai ngăn sạt lở đất xói mòn đất ha à, như vậy à, ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ này người ta trồng rừng theo hướng nông lâm kết hợp vậy ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông lâm kết hợp ở vùng trung du miền núi này là gì thứ nhất là nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế lũ quét, à, trượt lở đất vào mùa mưa nhiều, thiếu nước vào mùa đông, điều tiết dòng chảy của các con sông suối, giúp cho các nhà máy hoạt động tốt hơn, giảm lũ lụt, hạn hán cho các vùng hạ lưu. Ý nghĩa thứ hai là nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc góp phần nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống của dân cư và ý nghĩa thứ ba là tăng nguồn nguyên liệu lâm sản cho ngành chế biến lâm sản nguồn vật liệu và chất đốt cho sinh hoạt và ý nghĩa thứ tư đó là góp phần phát triển du lịch sinh thái như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua à, nội dung thứ hai của bài đó là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng trung du miền núi Bắc Bộ. À, đây là phần nội dung mà chúng ta sẽ ghi bài các em nhé. À để à, củng cố lại phần kiến thức à, của bài chúng ta mới vừa học qua, à, cô và các em cùng tham gia một à, số những cái bài tập sau đây. Bài tập thứ nhất đó chính là trò chơi và vui đại học ở cái bài tập số 1 này chúng ta sẽ có bốn câu hỏi câu hỏi thứ nhất đây là đỉnh núi cao nhất của trung du và miền núi bắc bộ đó là đỉnh núi nào các em đó là đỉnh núi phan xi băng với độ cao 3.143 m được xem là nóc nhà của Việt Nam. câu hỏi thứ hai, thế mạnh kinh tế nổi bật của tiểu vùng Đông Bắc chính là chính là khai thác khoáng sản và câu hỏi thứ ba à, tiểu vùng có cái trình độ phát triển dân cư xã hội cao hơn là tiểu vùng nào giữa đông bắc và tây bắc theo em thì là tiểu vùng nào các em đó là tiểu vùng Đông Bắc bởi vì tiểu vùng Đông Bắc xét về à, giao thông vận tải dễ dàng à, đi lại dễ dàng à, phát triển các cơ sở hạ tầng hơn là ở vùng à, Tây Bắc à, và thêm vào đó là tiểu vùng Đông Bắc có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi có về tiềm năng à, khoáng sản tiềm năng về các ngành kinh tế biển cũng như là tiềm năng về à, trồng các loại cây công nghiệp à, và một số những cái ngành à, kinh tế khác à, Và câu hỏi thứ tư à, thế mạnh kinh tế nổi bật nhất của tiểu vùng Tây Bắc đó chính là đó chính là thủy điện bây giờ chúng ta qua đến cái bài tập thứ hai ở bài tập thứ hai cô sẽ có một cái khung gồm có hai cột cột a à, gồm có bốn câu hỏi à, và câu b à, bên cột b có bốn đáp án chúng ta sẽ nối, nối giữa cột a và cột b xem sao cho phù hợp đầu tiên ở cột a à, chúng ta sẽ xem nội dung của các câu hỏi này nhé câu 1 các dãy núi hình thành cánh cung ở tiểu vùng đông bắc 2, Tiểu vùng Đông Bắc có mùa đông lạnh, 3 nhiều thắng cảnh đẹp, 4 sông ngòi chảy xiết, nhiều thác ghềnh. Với cột B, A xây dựng nhà máy thủy điện lớn, B trồng cây ôn đới và cây cận nhiệt, C cửa đón gió mùa đông bắc và D phát triển du lịch. Như vậy chúng ta sẽ xem coi à, với cột A câu 1, các dãy núi hình cánh cung ở tiểu vùng Đông Bắc chúng ta nối với lại đáp án nào ở trong bốn đáp án a b c d à, các dãy núi hình cánh cung ở tiểu vùng đông bắc là cửa đón gió mùa đông bắc à, chúng ta sẽ nối một với lại c lại với nhau câu số 2, tiểu vùng đông bắc có mùa đông lạnh và thích hợp cho việc trồng các cây ôn đới và cây cận nhiệt như vậy chúng ta sẽ nối à, câu 2 à, với lại à, B. Và tiếp tục câu số 3 là vùng có nhiều thắng cảnh đẹp, tạo điều kiện thuận lợi. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch. Như vậy chúng ta sẽ nối à, là, A với là, à, câu 3 với lại à, câu D. Và cuối cùng là câu à, số 4, à, sông ngồi chảy xiết nhiều thác gền là điều kiện thuận lợi để xây dựng các nhà máy thủy điện lớn. Chúng ta nối à, câu số 4 với lại à, câu A. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã hoàn thành à, bài tập 1 và bài tập 2. À, nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc các em ở nhà các em học bài 17 và sau đó các em xem trước nội dung bài 18 cũng là bài vùng trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp theo các em nhé cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.